Chào các bạn nhé, mình là Thu Thủy Trần ở bên Trái Cây Quý Mộc. Hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn 5 cái lý do vì sao mà chúng ta chọn bưởi da xanh để chúng ta viết chữ thư pháp. Thư pháp là một cái vài năm trở lại đây, một cái nét văn hóa được rất là nhiều người thích, rất là thịnh hành. Người ta chọn viết thư pháp trên những cái bức bức mành hoặc là những cái trái cây, ví dụ như trái cây là chọn ví dụ như dưa hấu này, hoặc là chọn là viết trên quả dừa, hoặc là viết trên quả dưa hoàng kim đó, hoặc là viết ở trên quả bưởi. Thì tùy các bạn thôi, các bạn muốn viết ở trên cái loại trái nào thì các bạn cũng thể chọn cái đấy. Nhưng mà hôm nay thì mình muốn chia sẻ tại sao là nhiều người chọn viết thư pháp ở trên quả bưởi, nó có lý do đúng không ạ? Thì đầu tiên là cái quả bưởi là nó rất là căng tròn. Các bạn nhìn thấy quả bưởi lúc nào cành lá cũng sum suê và trái thì căng tròn đầy như thế này, da trơn bóng như thế này, tượng trưng cho một cái sự no đủ, một cái sự sung túc, một cái sự ấm no đầy đủ, sung túc an khang thịnh vượng. Cho nên và một cái điểm nữa là cái thứ hai nữa là cái quả bưởi đó là nó ra da của quả bưởi nó màu xanh. Nó màu xanh rất là đẹp, các bạn nhìn thấy cái màu xanh rất là đẹp đúng không ạ? Và khi các bạn viết chữ thư pháp màu đỏ lên cũng đẹp, và viết màu vàng cũng đẹp. Cái chữ thư pháp ở trên trái cây thì thường thường người ta chọn hai màu là màu đỏ và màu vàng. Màu vàng thì tượng trưng cho sự giàu sang phú quý, còn cái màu đỏ là sự tượng trưng cho sự may mắn thành công. Cho nên là khi mà viết thư pháp trên trái cây là thường thường hay chọn hai màu đó. Người ta sẽ chọn màu vàng màu đỏ để viết thư pháp. Cho nên là với cái một cái nền xanh của quả bưởi mà chúng ta viết chữ thư pháp màu đỏ hay màu vàng đều rất đẹp, rất là nổi đúng không bạn? Cái điểm thứ ba là cái bưởi này để được rất là lâu. Cái quả bưởi mà khi mà chúng ta chọn mua được đúng cái quả bưởi, người ta mới hái chín cây. Các bạn thấy mình cầm lên là không hề bị rớt, không hề sợ bị rụng cuống, mà mới hái mới dám cầm như vậy đúng không ạ? Mà bưởi hái lâu thì mình ra chợ mình mua, người ta đâu có cho mình cầm cái cuống lên đâu, rớt cuống người ta sao? Người ta không cho. Nhưng mà nếu mà mình chưa mua ở chỗ nào mà mình mua ở cái chỗ quen biết thì sẽ biết là mình sẽ chọn được những quả bưởi chín cây mà mới hái, tươi rất là lâu và cái cuống không có rụng ra khỏi trái. Đó, thì cái khi mà chúng ta cái quả bưởi như vậy mới hái như vậy chín cây nó trưng được rất là lâu. Có khi là trưng tới ngày nửa tháng luôn, tới ngày rằm nó vẫn chưa ảnh hưởng gì hết. Đó, thì cái đó là cái lý do cái thứ ba vì sao mà vì mà người ta chọn bưởi là viết thư pháp. Cái lý do thứ tư là thường thường thì chúng ta trưng bưởi về chúng ta viết thư pháp, chúng ta trưng hay trưng trên bàn thờ gia tiên, chúng ta trưng một cặp mỗi bên một trái như vậy, chúng ta viết chữ tài chữ lộc, hay là cho ta viết an khang thịnh vượng, hay là ta viết là như ý cát tường đó. Mỗi một cặp như vậy thì các đều có hai cái chữ đó đều rất là ý nghĩa và để trên trưng trên bàn thờ gia tiên. Mà các bạn cũng biết là bàn thờ gia tiên thì có nhiều gia đình dùng cái nhang khoanh ấy, dùng nhang khoanh để đốt đốt nên đốt nhang khoanh trong ngày Tết, đốt một 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 ngày là một khoanh luôn. Như vậy là chúng ta không phải thắp đi, không phải lên thắp nhang, tức là chúng ta cứ đốt một khoanh như vậy hết, ngày mai lại thay khoanh mới. Cho nên là cái khói nhang nó tỏa ra liên tục và cái hơi nóng của cái nhang nó cũng làm cho trái cây khi mà ta trưng trên bàn thờ nó rất là mau chín, mà như vậy thì nó ảnh hưởng nó cũng ấy. Cho nên là khi mà chúng ta chọn quả bưởi thì chúng ta rất là yên tâm. Cái quả bưởi thì chúng ta thắp nhang thì không có vấn đề gì hết, tại vì cái vỏ bưởi và nó rất là an toàn, nó không bị hư như những loại quả khác. Nên các bạn hoàn toàn khi mà trưng bưởi để thắp nhang cả ngày và có thể trưng đến ngày rằm cũng không có vấn đề gì hết. Cái đó là cái điểm thứ tư. Cái thứ năm nữa là cái quả bưởi là chúng ta thấy nó là, tức là chúng ta để lâu không bị hư, nó không bị úng hay là không bị dập như một số loại trái cây khác. Một số loại trái cây khác là chúng ta để lâu là nó dễ bị nhũn, ví dụ như dưa hấu, chúng ta mua dưa hấu nhiều khi chúng ta không biết, nhiều khi ở trong nó bị nhũn là như vậy. Mà đầu năm mà chúng ta bỏ một quả ra mà nó bị như vậy thì có nhiều người họ họ nghĩ nó là điều không may. Cho nên là khi mà chúng ta chọn bưởi thì chúng ta hoàn toàn yên tâm là đầu năm chúng ta bỏ một quả bưởi ra là chắc chắn là giòn, ngọt, mọng nước và cái múi ở trong này, đây là bưởi da xanh hay múi đỏ au, thì như vậy nó rất là may mắn cho cả gia đình cho một năm mới. Thì đó là năm cái lý do vì sao mà người ta chọn cái quả bưởi là viết thư pháp. Thứ nhất là cái quả bưởi nó tròn đầy, căng tròn đầy, nó tượng trưng sự sung túc, ấm no đầy đủ, an khang thịnh vượng, viên mãn. Thứ hai là cái bưởi, cái da xanh của cái da quả bưởi, da nó màu xanh,
viết chữ thư pháp màu đỏ và màu vàng lên rất là đẹp. Cái thứ ba là cái quả bưởi mà chúng ta biết cách chúng ta chọn được cái quả của bưởi tươi mới hái, thì chúng ta để lâu cả nửa tháng thì vẫn không có vấn đề gì. Cái thứ tư là thường thường quả bưởi thường thường viết một thư pháp một cặp như vậy, thường thường hay trưng trên bàn thờ, và bàn thờ thì ngày Tết thì hay đốt nhang nhiều, và như vậy thì cái hơi nóng nó cũng ảnh hưởng tới cái trái cây trưng trên bàn thờ, nhưng quả bưởi thì không không lo vấn đề đó. Cái thứ năm nữa là cái quả bưởi chúng ta để trong 3 ngày Tết với cái thời tiết nóng như vậy, đốt nhanh như vậy, nó không bị hư hỏng. Và một cái trái cây đầu đầu năm mà chúng ta cắt một quả bưởi ra, chúng ta ăn được những cái múi bưởi ở trong này là cái múi bưởi mọng đỏ tươi, mọng nước, và nó giòn, nó ngọt như vậy, thì sẽ hứa hẹn một năm rất là may mắn. Chúng ta sẽ đón nhận một năm rất là may mắn và hạnh phúc và sung túc, ấm no đầy đủ, thành công viên mãn. Thì đấy là năm lý do mà tại sao chúng ta chọn bưởi là để viết chữ thư pháp. Mình là Thu Thủy Trần ở bên trái cây Quý Mộc, các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0919 77098, mình sẵn sàng tư vấn miễn phí cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại nha, bye bye. Bye bye các bạn nha.